Giới thiệu với anh em mẫu áo giáp chống dao loại sợi vải mềm, rất là nhẹ, chỉ hơn 1 kg thôi. Áo này mặc mùa đông thì khá là ấm. Nó có màu ghi và màu trắng nhé. Đây là màu ghi này. Áo bảo vệ toàn thân, trước ngực, sau lưng, hai tay, cổ, mà đặc biệt là có cả phần mũ nữa. Tất cả đều có bảo vệ. Bên trong có túi đựng điện thoại, đựng ví nhé, giống như chiếc áo khoác bình thường. Hai bên cánh tay có khóa kéo để cho thông gió. Túi đựng có khóa kéo. Mũ này nếu không thích thì có thể tháo rời nhé. Bên ngoài giống im chiếc áo khoác bình thường. Ở miền Bắc nếu mà mùa đông thì mặc áo này rất hay, vừa bảo vệ chống dao vừa giữ ấm luôn. Mặc cử động rất thoải mái. Áo này có tất cả cỡ áo, các bạn chỉ cần đo chiều cao, cân nặng, phòng ngực là sẽ có cỡ áo vừa người anh em nhé. Đây là một loại áo mới công nghệ cao, khá là đắt. Ưu điểm là nhẹ và bảo vệ an toàn toàn thân so với những cái áo khác rẻ tiền khác nhé. Nếu anh em có điều kiện và công việc mình tiếp xúc với nguy hiểm thì nên mua một chiếc áo như này, mặc rất là tiện.